1001 câu chuyện. Hello hello, xin chào tất cả các bạn yêu dấu nha. Và ngày hôm nay tiếp tục với hai hũ bút màu và bút lông 34.000. Cái này thì là có 24.000 lần thôi. Cũng như là quyển sổ lò xo nè, để chị sẽ vẽ phông nền. Rất là dễ thương luôn, hình của một bạn gấu, mây sao vân vân. Đây là dĩ nhiên quan trọng nhất sẽ là tấm sticker ngày hôm nay. Nghĩa là tiên cách xinh đẹp với những bộ váy, trời ơi rất là tuyệt hảo luôn. Tất cả đều được mua ở shop FTB. Bạn nào muốn mua thì hãy nhớ số điện thoại 0937899707 để cùng làm câu chuyện hấp dẫn với chị ngày hôm nay nhé. Bắt đầu. Và các bạn biết không, câu chuyện của chúng ta hôm nay sẽ bắt đầu bằng một bữa tiệc ngọc trai khổng lồ nha. Đây, đây là cái con ngọc trai nè các bạn nhé. 1, 2, 3 cánh khác. Sau đó ở đây mình sẽ để dần xuống như thế này. Bên này tương tự như vậy nha. Rồi hai bên sẽ nối lại với nhau thành chữ V như thế này. Ở phía dưới của cái con ngọc trai này là con ngọc trai khổng lồ nè. Nó sẽ có một cái đế vững vàng to như thế này. Và dĩ nhiên các bạn nhớ nha, đừng có quên cái khâu này rất là quan trọng nè. Mình sẽ vẽ cái phần viền như thế này, nhưng mà mình sẽ cong qua một bên hết nha. Đó, phải cong qua một bên hết như thế này thì nó mới là cong cong con sò, con ngọc trai. Đây là con ngọc trai vua, cho nên đó là các bạn xem nè, chúng ta sẽ tiếp tục vẽ một cái viền cho nó như thế này. Wow, con ngọc trai mà lại có cả phần trang trí nữa thì rất là đẹp luôn. Ok, giống như những cái rèm đó các bạn. Xin lỗi nha, con ngọc trai chị lại nói giống cái rèm, chị kỳ quá. Nhưng không sao, dễ thương là được. Sau đó các bạn viền đậm lên. Ta ra, tô đậm lên nhìn nó xinh hay là xinh luôn đúng không nào. Và bây giờ thì mình sẽ tô màu hồng lên nha. Màu hồng bút chì nè, cho nó nhạt nhạt dễ thương. Wow, hết sảy còn mà bảy luôn nha. Màu hồng dễ thương quá. Còn bây giờ thì ở chính giữa này nè, con ngọc trai vàng vua. Cho nên ở đây nó sẽ có cái viền màu vàng nè, dễ thương quá ha. Sầm sống. Và ở đây thì chị sẽ vẽ thêm con mắt nè, con mắt nè, và một cái miệng cười. Dễ thương nha. Đây, để tạo thêm sự lung linh thì các bạn có thể vẽ cho con mắt nó tròn xe luôn như thế này nha. Ui, càng bất. Một cái chân mày xíu xíu nữa nè. Đó. Và để trang trí cho bữa tiệc thêm lung linh thì dĩ nhiên không thiếu phần của những các bạn rong biển nha các bạn. Chỉ cần hai cọng thôi đã rất là xinh đẹp rồi. Cọng thứ nhất này các bạn vẽ cho nó ôm vô trong cái phần vỏ ngọc trai nha. Cọng thứ hai chúng ta kéo lên và cong ra như thế này. Rất là tuyệt vời luôn. Và dĩ nhiên là phải tô màu nha. Tô xong rồi nè, đó. Tô xong rồi mới thấy bên này cao, bên này thấp, kỳ quá đi. Cho nên chị quyết định rồi, mình sẽ sửa ra bằng cách là chị sẽ quéo thêm một cái nữa nối vào đây. Đó, vẽ sai vẽ lại không có gì phải ngại nha các bạn nha. Ok, và chị sẽ tô cái chỗ này. Và dĩ nhiên chúng ta cũng sẽ quéo bù một cái ở bên đây nữa nha. Cẩn thận cho nó đẹp một chút nè. Ok. Tô thôi. Ngoài ra chung quanh thì chúng ta sẽ làm những cái bọt biển nha. Và dĩ nhiên ở đây sẽ là cái bọt biển to nhất nè. Nó giống như là cái vương miện và những cái viên ngọc trai xung quanh vậy đó các bạn. Ok, dễ thương quá. Bữa tiệc ngọc trai. Và bây giờ đã đến giây phút quan trọng, chúng ta sẽ khui ra. Wow, ở đây nó có một cái phông nền đại dương nữa nè. Wow, bên đây thì lại là bức tranh của con voi đang bị bắt bướm nha. Tô màu xong nó sẽ đẹp như thế này nè. Chơi cái này tiện lợi thiệt luôn á. Và đây, xin giới thiệu với các bạn, đây là viên ngọc trai, nhân vật chính của buổi tiệc ngày hôm nay của chúng ta. Viên ngọc trai màu vàng của vua ngọc trai. Đó, mới tạo ra luôn cho nên tổ chức tiệc ăn mừng. Hello, xin chào mọi người nha. Và mình là hai nàng tiên cá xinh đẹp của đại dương. Mình là tiên cá tóc vàng. Được vua ngọc trai mời đến đây để dự bữa tiệc. Mình cũng được mời đến đây luôn. Mình là tiên cá tóc xanh lá. Bẩm. Và từ trên bờ bơi xuống hai cô gái, một cô tóc hồng và một cô tóc xanh. Xin chào mọi người nha. Mình cũng được vinh dự nha, được rất là vinh dự được vua ngọc trai mời đến buổi tiệc ngày hôm nay. Đây là hai cô gái đã cứu ta khi ta bị mắc nạn ở trên bờ đó. Cho nên đó là lý do vì sao có hai cô gái ở trên bờ được mời xuống buổi tiệc ngọc trai ngày hôm nay của chúng tôi.
Ôi, không ngờ viên ngọc trai của ngài màu vàng lấp lánh đẹp như vậy. Và không ngờ khi xuống dưới đại dương thì cái vỏ ngọc trai của ngài trở nên hồng hào và lại có cái viền vàng đẹp ơi là đẹp. Trời ơi trời, còn phải nói nữa. Trời ơi, chưa bao giờ được xuống đại dương chơi, không ngờ mà nó đẹp như vậy luôn á. Cũng may mà ngài cho tôi mượn oxy thở, nếu không chắc tôi không lặn được lâu đến như vậy đâu. Trời ơi, đẹp quá đẹp quá. Cái rêu cũng đẹp nữa nè. Bạn ơi, đây không phải là cây rêu đâu, mà nó là cây rong quý đó. Cây rong xoắn được dùng để trang trí cho những buổi tiệc đó. Ôi trời ơi, vậy hả? Có biết đâu. Tưởng cây rêu, ai dè là cây rong. Mà công nhận đẹp thiệt, ước gì mình có thể đem cây rong này về nuôi. Mà khi nào tiệc bắt đầu vậy? Bởi vì đi lâu quá, mẹ mình sẽ la mình đó. Sắp bắt đầu rồi các cô gái, nhưng các cô hãy tham quan một vòng biển cả đi, ở đây đẹp lắm. Đúng rồi, chị em tiên cá của chúng tôi sẽ thay cho vua sò, vua ngọc trai dẫn các bạn tham quan đáy biển nha. Các bạn đã bao giờ tham quan cung điện của nàng tiên cá chưa? Cũng như là tủ quần áo của nàng tiên cá chưa? Hai bạn hãy theo mình nha, ở đó rất là đẹp, đi nào. Trời ơi, tụi mình được tham quan tủ đồ của tiên cá luôn hả? Đã quá, đã quá, đi 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 đi. Hai cô ấy lần đầu tiên xuống đại dương, cho nên cái gì cũng lạ lẫm và cảm thấy rất xinh đẹp. Giống như mình khi mới lên trên bờ vậy đó. Mình thấy trên bờ cái gì cũng đẹp. Thôi, tôi đi nha vua ngọc trai. Chào các cô gái xinh đẹp, chúc các cô đi chơi vui vẻ nha. Nhưng nhớ ta là vua ngọc trai, cứ gọi lộn ta là vua vỏ sò. Và các bạn biết không, các cô gái thật là vui nhộn khi mà được giới thiệu đến cái tủ đồ của nàng tiên cá. Và tủ đồ đơn giản thôi, được trang trí bởi những cây rong cây rêu che phủ kính lại, tạo thành tủ đồ. Ngộ nghĩnh chưa nào? Các bạn cứ vẽ quanh 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 như thế này, sau đó mình sẽ vẽ thêm đậm lên là thành những cây rêu xinh đẹp nha. Và các bạn có thể vẽ thêm những cái vòng tròn nhỏ như thế này, giống như là cây rong nho dưới biển vậy đó các bạn. Đó, nhưng đừng vẽ nhiều quá nha, mình chỉ vẽ một ít rong nho thôi, như thế này. Wow, thêm những cái vòng tròn rong nho lên nữa. Nhìn cái tủ đồ nó lạ và nó dễ thương quá. Và các bạn cũng đừng có quên nha, phải làm những cái móc này, những cái móc treo đồ này chứ. Trời ơi, chị quên mất tiêu. Đó, những cây rong nó thả xuống như thế này là móc đồ được rồi đó. Khen khen và đầu tiên, trời ơi, cái váy nè, đuôi cá nè, ren nè, trời, có rong nho ngọc trai luôn. Bên đây nữa nè, xinh quá. Treo lên tủ đồ của nàng tiên cá nha. Còn đây, hai cái váy nè, đuôi cá xòe rộng màu hồng, bên đây thì đủ màu hết luôn. Trời ơi, à cái đấy là áo cổ bẹt vai nữa này chứ. Cũng nhiều thiết kế thời trang khác nhau ghê ha. Và dĩ nhiên là vẫn phải có cái phần ngăn tủ nha. Đây các bạn. Đó, để như thế này dễ ha. Đây nha, váy đuôi cá mà có hoa hồng nè. Rồi cái này á hả, thì còn có hai cái nơ bên nữa chứ. Quá xinh luôn, hết sức xinh nha. Biết ai thiết kế đầm cho tiên cá nữa. Trời ơi, còn hai bộ này nè, xòe như là cái cầu cung điện vậy đó. Bên đây hả thì có cánh chim nữa. Ôi, tiên cá muốn làm chim bay trên trời hả ta. Tên tên, còn chiếc váy này. Đó, váy đuôi cá ở phía trên giống một cái váy bình thường của chúng ta mặc ha. Rất nhiều hoa, đẹp quá. Tiếp theo thì này, tiên cá lại còn có là cái chị biết không các bạn, váy để mà khi mà lên trên bờ á, mặc đi chơi á, nó sẽ nằm ở rời bên ngoài. Đây nha, đây là ba chiếc váy, nhìn nó rất là đơn giản bình thường giống như những này công chúa đó. Để cho tiên cá khi mà lên bờ đi chơi á thì sẽ mặc vô. Trời ơi, hết sảy luôn ha. Đó, như thế này. Và chưa hết đâu nha, bên đây lại còn có là những cái phụ kiện đó, rất là đẹp của nàng tiên cá luôn. Cũng được xếp ở trong cái tủ rong này bạn. Đó, mấy cái rong này nó tiện dễ sợ ha. Các bạn cứ vẽ tùm lum như vậy là được nha. Sau đó thì mình sẽ tô đậm nó lên ha, chỗ đậm chỗ lạc cho nó đẹp nha. Và ở bên trong này thì các bạn nhớ ngăn ra thành từng ngăn nhỏ nha, như thế này nè. Đó, để đựng những cái phụ kiện cho tiên cá đó các bạn, dễ thương nha. Đây là hai cái nơ này, kim cương xanh và kim cương hồng. Kim cương là tiên cá cũng có luôn nha. Trời ơi, ở dưới biển này mà cài tóc hoa của công chúa tiên cá nhiều ơi là nhiều luôn. Được xếp thành hàng dọc như thế này nha các bạn. Đó, đẹp ha. Đáng lý là để ngang á, để ngang nè. Đó, để ngang như thế này ha.
Kim thì tiếp tục là nơi mà có kim cương. Trời ơi, kim cương ở dưới đáy đại dương nha mọi người. Tiếp theo là phụ kiện để tiên cá lên bờ nè, nón và cả túi xách. À, túi xách là túi xách kim cương hình ngọc trai nha các bạn. Đây, nón để ở đây nha, túi xách để ở đây. Xong rồi đó, thiết kế xong rồi, cái tủ đồ của nàng tiên cá quá đẹp như một cái siêu thị ở dưới biển luôn. Quên nữa, còn một cái áo bạc vai nhỏ nhỏ dễ thương mà chị không thấy nè, là cái này nó mặc chung với cái áo nè, với cái váy này nè, hồi nãy không có thấy các bạn. Đó, như thế này nè, đẹp ha. Nào hai bạn bơi nhanh lên lại đây nè, thấy không, tủ đồ của tụi mình đẹp lộng lẫy luôn, toàn là bằng rong biển nha, rất là thân thiện với môi trường. Chào Minh Giới, chào Minh Giới. Ôi chàng đất ơi, đẹp dữ vậy, cho tụi tôi mặc thử được không? Được được, hai bạn cứ tự nhiên thử nha, còn mình sẽ đến chỗ của vua Ngọc Trai để phụ xem vua Ngọc Trai có cần mình giúp gì không. Các bạn cứ tự nhiên nha, các bạn đã có công cứu vua Ngọc Trai và lại là người tốt nữa, cho nên các bạn thích bộ nào tụi mình sẽ tặng cho các bạn đó. Còn mình cũng đi phụ vua Ngọc Trai đây nè. Tóc xanh ơi, ngại lắm, mình chỉ cứu vua Ngọc Trai một lần thôi, bây giờ xuống đây được ăn tiệc nè, rồi còn tính lấy quần áo của tiên cá nữa, như vậy thì ngại lắm á, thôi không được đâu. Ngại gì mà ngại chứ, thì mình chỉ thử thôi chứ mình đâu có nói là mình sẽ lấy đồ của nàng tiên cá đâu. Giúp người đâu có cần phải trả ơn đâu chứ, nhưng mà thấy đẹp quá thì phải thử thôi, dù gì lâu lâu mới được xuống biển một lần mà, đúng không mọi người? Mình thử thôi mà, mình đâu có xin hay mình lấy đâu. Ok, thử đi nha. Nghe bạn nói cũng có lý đó. Mình cũng thấy trời ơi nè, đẹp quá xá đẹp luôn á. Hai đứa mình sẽ thử nha, thử một ít thôi rồi mình đi ăn tiệc. Mình thích chiếc váy có những cái chùm ngọc trai giống như là trong biển này quá, đuôi cá đẹp, phần eo có hoa hồng nữa. Mình sẽ mặc thử xem sao nha, để các bạn xem coi. Mình có giống tiên cá không? Mình sẽ thử lấy một cái cài tóc hình bông hoa đỏ này đi. Mình thích hoa đỏ này nè. Đó, nhìn mình dễ thương chưa? À xem nè, có cái váy đuôi cá xòe và cái váy này lung linh, đẹp quá à. Mình sẽ thử xem nha. À, mình giống tiên cá quá. Và bây giờ mình sẽ đội thử bông hoa trên đầu nữa. Ôi các bạn ơi, thấy mình như thế nào? Thật sự là xinh đẹp đúng không nào? Quá xinh luôn. Công nhận là đẹp thiệt. Thấy bạn thử may quá, mình cũng sẽ tìm một chiếc đầm để thử. Đây nha, một chiếc đầm có nơ hai bên xòe rộng màu vàng lấp lánh và một cái nơ kim cương. Mình sẽ đính nơ kim cương trên đầu nè. Mình sẽ mặc thử cái váy này vô. Wow, mình đã thành nàng tiên cá bé bỏng dễ thương nhất luôn. Ý, còn cái đầm này nữa nè, giống như là đuôi cá và giống như là cái đầm mặc thường ngày của mình. Mình sẽ mặc vô. Nhìn dễ thương đó. Và cài cái này lên. Trời ơi đẹp quá. Công nhận là hai bạn này đẹp thiệt đúng không mọi người? Đẹp thiệt. Công nhận hai bạn mặc đẹp quá. Nếu đẹp thì hai bạn hãy mang lên trên bờ mặc để làm kỷ niệm đi nha. Hai đứa mình tặng hai bạn đó. À quên, tới hai đứa mình cũng phải thử đồ nữa chứ. Cảm ơn hai bạn đã muốn tặng mình, nhưng lên bờ với cái đuôi này á thì mình sẽ không đi lại được, nên rất cảm ơn hai bạn. Mình không nhận đâu, mình chỉ mượn ngày hôm nay để mình mặc chúc mừng cho buổi tiệc của vua Ngọc Trai thôi. Rồi xong mình sẽ trả lại hai bạn. Như vậy là vui lắm rồi, cảm ơn hai bạn nhé. Bây giờ mình đến buổi tiệc của vua Ngọc Trai trước đây. Hai bạn á, thật là hiền lành tốt bụng mà nghĩ cũng đúng. Khi có cái đuôi lên bờ, làm sao mà đi lại được chứ. Hai đứa mình thật là ngộ. Thôi, mình thử đồ đi. Các cô gái ở trên bờ thì thích mặc đồ của tiên cá. Mình là tiên cá thì lại thích mặc đồ của các cô gái ở trên bờ. Và đây, mình sẽ chọn bộ này để đi đến tiệc của vua Ngọc Trai. À quên, còn phải có cái nơ này nữa chứ, cho nó xinh xinh như một nàng công chúa. Mình đi đây, đi trước nha tóc vàng. Mình cũng thích được làm công chúa trên bờ, cho nên mình sẽ chọn chiếc đầm này. Đó, nhưng chiếc đầm này á, váy đuôi cá rất đẹp, nhưng ở trên thì như thế này vẫn giống tiên cá quá. Thôi mình sẽ để lại và mình sẽ chọn chiếc váy xanh này nha mọi người. Vô, ha, giống công chúa quá rồi. Và đây, mình sẽ đính cái nơ này trên tóc nha. Nó to quá thì phải, mình sẽ để xuống. Và ngày hôm nay mình sẽ đội một cái nón, nhìn nó rất là lạ mắt nha. Quên, phải đội ở trên như thế này. Đó, và mình sẽ xách một cái túi xách nữa.
Trời ơi, giống công chúa trên bờ chưa? Thôi, ta đi tiệc thôi. Vậy là mọi người đã đến bữa tiệc. Hai cô gái trên bờ thì mặc đồ giống như là hai nàng tiên cá. Còn hai nàng tiên cá thì lại mặc đồ giống như hai cô gái trên bờ, và đặc biệt lại rất giống những nàng công chúa. Tên tên và lần lượt các bạn cá nhỏ ốc sò đều đến tham dự luôn nha. Đó, dễ thương quá, bữa tiệc thật là hoành tráng luôn. Yeah, và điều đặc biệt, những món ăn dưới biển sao mà giống ở trên bờ dữ vậy nè. Đây, vua sò, à lộn, vua ngọc trai xin mời mọi người cùng ăn thử bữa tiệc này nha. Bữa tiệc ăn mừng vì vua ngọc trai đã sinh ra được một em ngọc trai vàng cực kỳ đẹp. Nào, xin mời mọi người dùng tiệc nha. Ôi trời ơi, sao hai cô gái này đổi đồ cho nhau? Đúng rồi đó, nhìn không biết ai là tiên cá và ai là người thật nữa. Các bạn nhìn xem, nếu như không biết từ đầu ai là tiên cá, ai là người thật đây? Mọi người đang nhìn lầm chúng ta kìa, thật là vui. Lộn hả? Nhìn lộn, là người hay tiên cá không quan trọng. Mọi người biết không, quan trọng chúng ta là những người tốt nha. Chúng ta biết giúp đỡ người khác và không vụ lợi, như hai cô gái này nè. Giúp đỡ xong tặng váy cô không chịu luôn đó. Thôi chúng ta cùng ăn tiệc thôi nào. Vậy là mọi người có một bữa tiệc thật là vui vẻ và đầm ấm với nhau luôn nha. Sau đó thì vua ngọc trai đã tặng món quà quý giá này nhất cho hai cô gái để cảm ơn. Này hai cô gái, cảm ơn hai cô đã cứu tôi. Đây là cái viên ngọc trai quý nhất của tôi, tôi muốn tặng cho hai cô, mong hai cô hãy nhận nó. Thôi thôi, có gì đâu mà phải cảm ơn chứ. Chỉ là cứu ông, thả ông xuống biển lại thôi mà. Đó là việc nên làm. Chúng tôi không đòi hỏi quà cáp gì đâu, chúng tôi không nhận đâu. Được xuống biển vui chơi như thế này đã là thích lắm rồi. Còn có thể giống như một nàng tiên cá nữa nè. Đúng rồi đó, vua sò ơi, cảm ơn ông nha. Nhưng mà tụi tôi không nhận món quà này đâu. Món quà này rất là quý đối với biển cả. Tụi tôi cũng không cần đến ngọc trai đó để làm gì đâu. Hãy nhận đi, rất mong các cô hãy nhận. Cô không nhận thì tôi rất buồn, bởi vì nếu không có cô thì tôi đã chết rồi, làm sao có được viên ngọc trai này. Đúng rồi đó, người ở dưới biển của tụi tôi rất là nghĩa tình luôn. Ai giúp đỡ mình sẽ trả ơn. Nên gặp được người tốt như cô cứu những động vật dưới biển của chúng tôi rất là mang ơn, nên sẽ quyết định tặng cô viên ngọc trai này. Cô mà không nhận tôi sẽ đập đầu tôi chết. Ý đừng đập đầu chết. Được rồi, tôi sẽ nhận viên ngọc trai. Không ngờ mình lại được một viên ngọc trai quý như vậy. Các bạn ở dưới đại dương thật là nghĩa tình. Và câu chuyện đến đây là kết thúc rồi đó các bạn. Các bạn thấy câu chuyện này hay không? Vẽ rất là đơn giản và đặc biệt nhất là đã cho các bạn một bài học hết sức là ý nghĩa. Làm việc tốt thì sẽ nhận được một kết quả tốt, đó là được người ta thương yêu mình, tặng quà cho mình, muốn giúp đỡ mình nha. Đó, còn các bạn thấy những bạn ở dưới biển thì như thế nào? Rất là nhớ ơn người khác giúp đỡ mình thì một hai sẽ tìm cách trả ơn, không bao giờ quên ơn người khác. Đó là bài học rất là quan trọng trong câu chuyện ngày hôm nay, cũng như bài học thêm một bài học nữa. Đã tốt rồi, cũng không cần phải người khác trả ơn đâu nha. Cái này năn nỉ lắm mới nhận đó. Còn video thì kết thúc rồi. Hy vọng rằng các bạn cũng sẽ sống thật là yêu thương. Yêu thương các bạn động vật ở dưới biển, yêu thương mọi người ở chung quanh, để chúng ta sẽ có một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn ha. Đừng quên bấm like và đăng ký thành viên kênh 1001 câu chuyện nha, để chúng ta sẽ cùng vẽ và tạo nên nhiều câu chuyện thú vị khác. Còn các bạn muốn tạo nên những câu chuyện dễ thương như thế này thì đừng quên mua sticker, mua màu, mua sổ, tất cả luôn đều ở shop FGB giá cực rẻ luôn. Số điện thoại cho các bạn tham khảo, muốn mua thì gọi đặt hàng nè, 0937899707 nha. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại ở video sau. Yêu các bạn rất là nhiều luôn.